Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Các bác có nhận ra loại cây này là cây gì không ạ? Dạng lá kép, có 7 lá chét. Đây. Và khi ra hoa ấy, thì cái mùi hoa cây này ở xa thì cảm thấy rất là thơm, nhưng lại gần sặc sụa, khó chịu. Đây chính là cây hoa sữa. Ở vườn nhà bác nào mà đang có loại cây này, nếu không muốn bị nhức đầu vì cái mùi thơm hoa cây này thì tốt nhất chúng ta chặt bỏ. Nhưng sau khi xem video này, nhiều bác sẽ cảm thấy hối tiếc khi chúng ta lỡ chặt bỏ cái cây hoa sữa này các bác nhé. Lý do tại sao Quân lại nói như vậy? Bởi vì cái mùi hoa cây hoa sữa này ấy, đấy, khá là thơm, thơm nồng. Nhưng mà nhiều người sẽ bị dị ứng khi mà lại gần cái hoa cây này đấy. Nhất là những người bị viêm xoang đấy, bị ngạt mũi, bị viêm mũi dị ứng thì khá là khó chịu đối với hoa cây này. Và rất dễ tái phát đấy, khi lại gần hoa cây hoa sữa này. Nhưng chính nhờ cái tác dụng đó mà nhiều người người ta dùng cái vỏ cây này để làm thuốc chữa bệnh xoang. Và đây cũng là một trong những cái vị thuốc điển hình trong cái bài thuốc chữa xoang. Chữa xoang thì người ta thường dùng ấy là thuốc nhỏ vào mũi. Đấy, còn cái bài mà sử dụng vỏ cây hoa sữa này ấy, thì lại là cái thuốc người ta uống ở bên trong. Thì ngoài công dụng chữa bệnh xoang ra thì hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho bác những công dụng khác của cây hoa sữa này nhiều bác không biết. Đấy. Cây này thì có vị đắng, tính mát, quy vào kinh phế và can. Tác dụng của nó đó là trừ đờm này, đấy, giải độc này, thông kinh, kiện vị. Đấy. Và dùng để trị cái chứng rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ, rồi làm thuốc bồi bổ sức khỏe, làm thuốc chữa bệnh lở ngứa ngoài da, bệnh viêm khớp, bệnh về răng miệng. Đấy. Và bệnh xoang. Y học hiện đại người ta còn nhận thấy trong thành phần của cây hoa sữa này có hàm lượng alkaloid. Đấy. Nó có tác dụng hỗ trợ chống lại tế bào ung thư và tăng khả năng sống sót ở chuột thực nghiệm. Đấy. Và một số vị lương y còn dùng vỏ cây này trong cái bài cho bệnh nhân sau xạ trị, hóa trị bệnh ung thư. Đấy, đấy là những công dụng của cây hoa sữa này. Một số kinh nghiệm xin chia sẻ với các bác. Bác nào mà bị đau răng ấy thì các bác có thể lấy một ít vỏ của cây hoa sữa này. Đấy, lấy lớp vỏ thân này, mang về chúng ta cắt ngắn, sau đó là sắc đặc. Đấy, dùng cái nước đó để ngậm và súc miệng các bác nhé. Tác dụng giảm đau trong trường hợp mà bị sâu răng, bị đau răng rất là tốt. Đấy là kinh nghiệm đầu tiên. Kinh nghiệm thứ hai của cây hoa sữa này là trong trường hợp mà thiếu máu này, rồi buồn nôn này, do hóa trị liệu. Đấy, cô đã nói ban đầu ấy là một số vị đương y dùng cái vỏ cây này cho bệnh nhân bị ung thư. Thì thời gian mà hóa trị liệu dẫn tới tình trạng thiếu máu, buồn nôn thì người ta sử dụng lá cây này. Đấy. Một số vị lương y nhé, không phải là tất cả đâu, mà một số vị lương y người ta sẽ dùng lá của cây hoa sữa này mang về để sao vàng. Đấy. Khoảng 20g sao vàng và sắc nước uống các bác nhé. Đấy. Bởi vì trong thành phần của cây hoa sữa này có hàm lượng alkaloid. Đấy. Nó có tác dụng chống lại tế bào ung thư và tăng khả năng sống sót
đối với chuột thực nghiệm. Đấy là y học hiện đại người ta đã kết luận như vậy, chứ không phải là y học cổ truyền đâu. Những cái nghiên cứu hiện đại người ta đã nhận thấy điều đó các bác nhé. Đấy, đấy là trong trường hợp mà thiếu máu này, buồn nôn do hóa trị liệu. Và vỏ của cây hoa sữa này còn là một cái vị thuốc dùng để kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon. Đấy. Người ta dùng vỏ cây hoa sữa này tán nhỏ là 75 gram. Rượu 30 độ là chúng ta sử dụng là nửa lít, tức là 500 ml đấy ạ. Đấy. Ngâm trong thời gian 7 ngày, sau đó là bỏ bã. Đấy. Cho thêm rượu nữa vào để đủ được nửa lít. Mỗi ngày dùng 20 ml trước bữa ăn 15 phút, ngày dùng 2 lần các bác nhé. Đấy, tác dụng của nó đó là kích thích tiêu hóa. Ngâm cái vỏ cây này 75 gram với nửa lít rượu các bác nhé. Đấy, ngâm được 7 ngày thì bỏ toàn bộ cái bã đi, còn lại cái rượu thuốc đó chúng ta cho thêm rượu nữa vào để đủ được nửa lít. Đấy, và mỗi ngày sử dụng là 20 ml trước mỗi bữa ăn. Đấy, 15 phút. Cây này còn là một cái vị thuốc tác dụng là kiện vị. Đấy, kiện vị. Nên là kích thích tiêu hóa rất là tốt như cô đã nói ban đầu. Đấy, kích thích tiêu hóa cho những người nào mà ăn không ngon. Đấy, ăn không ngon. Do vậy nhiều người sử dụng vỏ cây này trong cái bài thuốc chữa bệnh gan. Lý do những người nào bị bệnh gan thì thường sẽ kèm theo tình trạng đó là kém ăn. Thế do vậy là dùng cái vỏ cây này, tác dụng của nó đó là kiện vị, giúp ăn ngon. Đấy. Nên là các bác nào mà thấy trong cái thang thuốc bệnh gan của mình mà có vỏ cây hoa sữa này thì đó chính là cái vị thuốc giúp ăn ngon các bác nhé. Đấy. Và cũng là một cái vị thuốc giúp bồi bổ, làm thuốc bổ và điều kinh. Đấy. Thì cách dùng cái vỏ cây này làm thuốc bổ thì rất đơn giản thôi. Ngày uống khoảng 0,2 đến 0,3 gram cái bột của vỏ cây này. Đấy. Pha với nước ấm uống trong ngày. Nhớ là một ngày sử dụng là 0,2 đến 0,3 gram dạng bột thôi nhé các bác nhé. Đấy. Đó là tác dụng làm thuốc bổ và điều kinh. Một cây thuốc khá nhiều công dụng mà nhiều người không biết. Chúng ta thường để ý cây này người ta trồng làm bóng mát, bởi vì cây hoa sữa này tốc độ phát triển của nó khá là nhanh. Chỉ trong thời gian khoảng 3 đến 5 năm thôi, chiều cao có thể đạt tới 5 đến 10 mét tùy từng cây. Đấy. Ví dụ như ở cái vườn này nhé, không hiểu lý do tại sao mà tự nhiên nó lại mọc 4 5 cây hoa sữa. Đây một cây này. Đấy. Bên kia một cây à. Quá kìa. Đấy. Đấy. Một cây này. Bên này một cây này là ba này. Ở đây có hai cây nữa. Trong thời gian 1 năm thôi mà nó ăn lớn như này, có những cây cao như cây kia các bác. Đấy. Khoảng 3 đến 5 năm thôi là chiều cao có thể đạt tới 10 mét quá. Nên là thường người ta trồng làm bóng mát. Nhưng một thời gian sau nó ra hoa ấy, thì cái mùi hoa này nếu mà ở gần thì khá là khó chịu. Và thường là mùa thu nó sẽ có hoa. Đấy, thời điểm giao mùa đấy, giữa mùa hạ sang mùa đông ấy. Đấy, thời tiết mát mẻ thì có cái hoa sữa thoảng qua thì rất là dễ chịu. Nhưng mà nếu ở gần ấy, thì nhiều người sẽ cảm thấy nhức đầu. Và cái hoa sữa này nó còn gây dị ứng cho những người nào mà bị bệnh về gọi là về về cái xoang này. Đấy. Rồi viêm mũi dị ứng ấy, thì làm cho tình trạng bệnh nặng hơn. Nhưng ngược lại với cái hoa đó thì cái vỏ cây này lại là một cái vị thuốc dùng để chữa bệnh xoang. Đấy, các bác nhớ như vậy nhé. Bác nào đang bị bệnh xoang mà sử dụng nhiều loại thuốc các bác cảm thấy là không hiệu quả ấy, sử dụng thuốc nhỏ ở bên ngoài đấy, nhỏ mũi ấy, không hiệu quả thì các bác có thể là chuyển qua cái bài thuốc sử dụng cái vỏ cây hoa sữa này đấy, để uống, sắc uống.
Thì cái bài thuốc này thì có khá nhiều vị. Quân sẽ chia sẻ cho bác ở những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái bài thuốc mà Quân chia sẻ thường xuyên nhé. Ngày hôm nay thì Quân chia sẻ công dụng của cái va sữa cùng với những cái bài thuốc liên quan. Bác nào đang bị bệnh xoang, các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Quân qua số điện thoại 0835 787 959. Quân sẽ tư vấn thêm, bởi vì bệnh xoang thì có nhiều thể, nhiều loại. Tùy vào tình trạng bệnh mà chúng ta sẽ có những phương thuốc hay để hỗ trợ điều trị các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã xem và chia sẻ video này các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.